Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, tuổi thọ luôn là vấn đề được quan tâm của rất nhiều người. Có người mang trong mình thọ tướng, nhưng có người lại là tướng chết yểu. Vậy giữa họ có điểm gì khác nhau và dấu hiệu nào nhận biết được điều đó? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những nét tướng dễ nhận thấy ở người có thọ mạng, về già sống lâu, ít bệnh tật. 1. Đoán tuổi thọ qua tướng mày. Lông mày, hay còn gọi là bảo thọ quan, là nơi thể hiện rõ vận mệnh của mỗi con người. Chính vì thế, thông qua nó cũng có thể đoán biết được tuổi thọ của mỗi người. Những người sở hữu lông mày dài quá khóe mắt chứng tỏ người này có thần khí mạnh, sức khỏe tốt, do đó khả năng sống thọ rất cao. Đặc biệt, nếu như trong khoảng thời gian từ năm 42 đến 50 tuổi mà lông mày có mọc thêm sợi lông mày khá dài, tầm 3 cm, chúng còn được gọi là lông mày thọ tướng, như báo hiệu người này về già sống rất thọ, được hưởng phúc lộc từ con cháu. Ngược lại, nếu ai sở hữu hàng lông mày ngắn, nhỏ mà thô vàng như cỏ úa và xệ xuống thiếu sức sống, mang dáng vẻ lạnh lẽo, khả năng cao người này sống không thọ mà còn có thể chết yểu, sống chưa kịp hưởng phúc đã phải rời xa nhân thế. Nhân tướng học đánh giá không cao tướng mày trên và nhận định tướng mày như vậy gọi là tướng mày chết yểu, rất không tốt. 2. Đoán tuổi thọ qua tướng mũi. Trong nhân tướng học, việc nhìn tuổi thọ qua tướng mũi có thể căn cứ vào cung tật ách. Cung này nằm ở vị trí chính giữa hai mắt cùng với niên thượng ở trên sống mũi. Nơi này được đánh giá là nơi thể hiện rõ nhất tình trạng sức khỏe của mỗi người. Qua đó có thể đánh giá được tuổi thọ của mỗi người. Nếu cung tật ách có phần sân căn rộng, hơi nhô lên, niên thượng thẳng, sáng sủa và đầy đặn, chứng tỏ người này có sức khỏe tốt, có khả năng sống thọ đến 100 tuổi. Ngược lại, nếu người có sân căn thấp, hẹp, sân căn có nốt ruồi hoặc nếp nhăn, niên thượng gồ lên không bằng phẳng, màu sắc xỉn, không sáng sủa, chứng tỏ người này sức khỏe không tốt, dẫn đến tuổi thọ không cao. Đặc biệt, trong các loại mũi căn cứ vào hình thú thì tướng mũi hươu được coi là tướng mũi trường thọ. Đây là tướng mũi được xếp vào hàng quý tướng, sống thọ và con cháu đủ đầy. 3. Đoán tuổi thọ qua tướng tai. Tai được xem là nơi biểu hiện phúc khí của mỗi con người. Chính vì thế mà thông qua tai cũng có thể đoán biết được tuổi thọ của mỗi người. Người có phúc dày hiển nhiên sẽ sống thọ, gặp tai ương hóa lành. Nếu xương cửa tai nổi lên vừa nhọn vừa rộng thì chủ nhân là người thông minh, phú quý và trường thọ. Phần dái tai vừa dày vừa xệ xuống như tai vật, chứng tỏ người này được hưởng phúc từ tổ tiên, do đó luôn gặp may mắn và sống thọ. Ngoài ra, nếu như trong tai xuất hiện sợi lông mày đen sau năm 40 tuổi là đặc trưng của trường thọ. Ngược lại, những người sở hữu vành tai mỏng như giấy và rất mềm, cảm giác như không có sụn, các đường nét không rõ ràng, luân quét lộn ngược, chứng tỏ người này cả đời không được hưởng sung sướng ngày nào. Họ vừa nghèo hèn lại vừa chết yểu. Đặc biệt, nếu tai thâm đen tím, màu tai sậm hơn màu da mặt, chứng tỏ người này có bệnh nặng trong người, sống không thọ được bao lâu. 4. Đoán tuổi thọ qua nhân trung. Đối với cả nam và nữ, nhân trung đại diện cho sức sống, sức khỏe của mỗi người. Một người nếu sở hữu nhân trung đẹp, tức nhân trung sâu, dài, đường nét rõ ràng, không xuất hiện mụn, nếp nhăn hay sẹo và có xu hướng mở rộng về phía dưới, chứng tỏ người này có khả năng sinh lý tốt, khỏe mạnh. Hiển nhiên tuổi thọ sẽ cao, được các nhà nhân tướng đánh giá có tướng sống thọ. Đối với phụ nữ nhân trung đẹp và mở rộng về phía miệng, chứng tỏ người này có tướng vượng phu ích tử, đông con cháu, sinh được quý tử nối dõi tông đường.
Ngược lại, những người sở hữu nhân trung ngắn, không rõ, nông hoặc có nốt ruồi hay sẹo thì đây là điều đại kỵ. Người này có khả năng chết yểu hoặc chết nơi xa xứ, không được trở về quê nhà. Ngoài ra, người ta có thể xem tuổi thọ thông qua tướng môi, miệng. Môi mà lúc nào cũng thâm tím hoặc nhợt nhạt như không có máu, răng vàng ố và xiêm xẹo, chứng tỏ người này sức khỏe không tốt, khó có thể sống thọ. Đặc biệt, nếu người này sở hữu đầu nhỏ, cổ dài, trán nhọn và đi đứng không vững chắc, cổ lúc nào cũng rụt, ngồi không ngay thẳng, thì khó lòng sống được quá trung vận. Bạn thân mến, theo báo cáo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2015 cho thấy tuổi thọ bình quân thế giới đạt 71,4 năm, trong đó nữ 73 và nam 69. Thế nhưng, tuổi thọ của mỗi người thực sự không hề giống nhau, bởi nó còn phụ thuộc vào chính thói quen sinh hoạt của bạn. Một người sống thọ thường có thói quen ăn uống và nghỉ ngơi vô cùng hợp lý. Đồng thời, cơ thể họ cũng toát ra những khí sắc vô cùng khỏe mạnh như làn da hồng hào, hàm răng chắc khỏe, xương khớp dẻo dai. Bên cạnh đó, bàn tay và bàn chân của người sống thọ cũng thường phát ra những tín hiệu vô cùng đặc biệt sau đây. 1. Tay chân linh hoạt. Nếu cơ thể bị thiếu khí và huyết thì tuần hoàn máu trong cơ thể sẽ bị tắc nghẽn. Dấu hiệu điển hình nhất đó là tê bì chân tay, do tay chân là bộ phận nằm xa tim nhất. Nếu ngoài tê tay chân, bạn còn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, tê môi, thiếu máu cục bộ, khó thở, thì đó là dấu hiệu sớm của đột quỵ, nhồi máu não, xuất huyết não. Đây đều là các bệnh có nguy cơ tử vong rất cao và cần can thiệp y tế càng sớm càng tốt. Nếu bạn đã bước qua tuổi 40 mà vẫn đi đứng nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng của tay chân vẫn linh hoạt, thì đồng nghĩa là cơ thể bạn tương đối khỏe mạnh, cố gắng duy trì trong tương lai sẽ có tiềm năng sống thọ. 2. Móng tay mịn. Móng tay là thứ có liên quan trực tiếp đến kinh lạc tạng phủ của cơ thể. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết đầy đủ những thay đổi về sức khỏe thông qua móng tay. Bề mặt móng tay của người khỏe mạnh thì mịn màng, không có các đường sọc. Ngược lại, một người có móng tay mỏng, giòn, dễ gãy thường thiếu hụt dinh dưỡng rõ rệt như thiếu chất sắt, vitamin D và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Như thế, việc đảm bảo sức khỏe và tuổi thọ sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, người có sức khỏe kém thường có móng tay màu đen. Đó là dấu hiệu bị tổn thương nặng ở gan, thận. Bạn nên đến bệnh viện để được khám toàn diện và điều trị kịp thời. Móng tay hồng hào, bóng bẩy cho thấy khí huyết dồi dào, không thiếu canxi, cũng cho thấy trạng thái nội tiết cơ thể vẫn ổn định. 3. Bàn chân luôn ấm. Nếu một người thường xuyên có triệu chứng lạnh tay chân, kể cả trong mùa hè nắng nóng, thì bạn nên chú ý xem mình có mắc bệnh tim mạch, thiếu máu, suy giáp hay không. Ngoài ra, bàn tay lạnh cũng cho thấy quá trình trao đổi chất của cơ thể đang bị chậm lại. Những độc tố không được đào thải ra bên ngoài kịp thời, gây bất lợi cho sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, căng thẳng quá mức, cơ thể gầy gò và lượng đường trong máu thấp cũng dễ dẫn đến triệu chứng lạnh tay chân. Cần phải tìm ra nguyên nhân càng sớm càng tốt thì triệu chứng mới có thể thuyên giảm. Ngược lại, nếu bạn có một bàn tay ấm áp, điều đó cho thấy các mạch máu đang hoạt động trơn tru, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, việc thải độc sẽ trở nên thuận lợi hơn và giúp con người sống khỏe, sống lâu khi về già. Những người có bàn chân lạnh nên đều đặn ngâm chân trước khi đi ngủ. Thói quen này không chỉ giúp chúng ta thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, mà còn tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. 4. Luôn có đôi môi vô cùng hồng hào. Đôi môi hồng hào và sáng bóng là biểu hiện của cơ thể đầy đủ khí và huyết. Hơn nữa, tình trạng của môi còn là tấm gương phản chiếu sức khỏe của thận, gan. Nếu gan hoặc thận bị tổn thương
thì quá trình đào thải độc tố trong cơ thể gặp trục trặc. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến đôi môi xuất hiện màu tím, khô và bong chóc. 5. Luôn có hàm răng trắng, chắc khỏe. Về già, các cơ quan trong cơ thể sẽ dần bị lão hóa và răng cũng là một trong số đó. Đối với những người trung niên và cao tuổi, một hàm răng trắng đều là biểu hiện của tuổi thọ. Răng trắng không chỉ cho thấy khoang miệng tương đối khỏe mạnh mà còn không có bất thường ở phổi và dạ dày. Nếu một người mắc bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa thì răng của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng và ngả sang màu vàng. 6. Về già, mái tóc vẫn luôn bóng mượt, tóc chắc khỏe, bóng mượt hay khô héo phụ thuộc vào khả năng nuôi dưỡng của máu. Người càng khỏe mạnh thì khí và máu càng dồi dào, tóc tự nhiên sẽ bóng mượt, từ đó tuổi thọ cũng cao hơn. Hơn nữa, mái tóc có thể phản ánh rất chính xác tình trạng dinh dưỡng trong cơ thể. Nếu tóc bỗng nhiên rụng bất thường, chứng tỏ chế độ ăn của bạn đang thiếu dưỡng chất, đặc biệt là sắt. Tóc mỏng, giòn, dễ gãy là dấu hiệu cơ thể thiếu protein. Ngoài ra, theo các nhà nghiên cứu, tóc giòn, dễ gãy là lời cảnh báo của bệnh Cushing, suy yếu thượng thận thứ phát. Ngoài những đặc điểm bên ngoài thể hiện một người có thọ mạng dài được nêu trên, thì họ còn có hai tính cách này. Nó giúp tinh thần họ luôn trẻ trung, ít ưu phiền. Vì thế, tâm khỏe thì thân cũng khỏe. Nhờ đó, về già, ít bệnh tật và sống lâu. Một, lúc nào cũng vui vẻ. Nếu bạn thường xuyên duy trì một tính cách vui vẻ, cơ thể cũng sẽ ở trong trạng thái vui vẻ. Từ đó, giúp các chức năng của cơ thể cũng làm việc tốt hơn. Các hoạt tính enzyme trong cơ thể cũng tốt hơn. Từ đó, làm sức khỏe ngày một tốt hơn và tuổi thọ cũng dần cao như mong đợi. Một nghiên cứu năm 2000 được công bố trên Coalition Bronanis cho thấy đàn ông và phụ nữ hay tức giận, dễ mắc các bệnh tim mạch và tử vong vì các bệnh đó hơn người bình thường. 2. Luôn luôn chăm chỉ. Sau độ tuổi 50, có không ít người nghĩ rằng mình đã già và không cần thiết phải tập thể dục. Tuy nhiên, lười vận động có thể là thủ phạm dẫn đến ba cao, đó là đường huyết cao, mỡ máu cao và axit trong nước tiểu cao. Khi về già, bạn vẫn phải tập thể dục và nên chọn các môn thể thao phù hợp với tuổi mình như đi bộ, yoga, đi xe đạp, bơi lội. Bằng cách này, bạn có thể gia tăng sức khỏe và làm chậm lão hóa. Quý tín giả thân mến, kéo dài tuổi thọ là điều mà con người đang không ngừng nghiên cứu và khám phá nhằm tìm ra những giải pháp giúp chúng ta sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn để có thể tận hưởng rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhìn chung, tính cách, vận mệnh hay kể cả tuổi thọ của con người đều có thể đoán biết được thông qua nhân tướng học. Tất nhiên, chúng không thể đúng hoàn toàn, nhưng đây là kinh nghiệm đã đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử. Chính vì thế, chúng luôn có căn cứ, cơ sở, chứ không phải nói bừa. Cho nên, căn cứ vào những đặc điểm trên, bạn có thể tự làm bác sĩ cho mình để điều chỉnh lại cách ăn uống, sinh hoạt, để trong tương lai, cuộc sống về già của bạn sẽ khỏe mạnh, thảnh thơi và lâu dài bên cạnh con cháu. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.